Thanh Vân xin chào tất cả mọi người thân mến. Hiện tại thì Vân đang có mặt ở tỉnh Khánh Hòa. Nơi Vân đang đứng ở đây là Vinpearl Beachfront ở trong thành phố Nha Trang. Có thể nói rằng tỉnh Khánh Hòa là ngôi nhà thứ hai của Vân đó mọi người. Sở hữu về cả một cái dải biển vô cùng tuyệt đẹp, kèm theo đó là có quá nhiều những yếu tố tiềm năng phát triển về kinh tế, về cảng biển, về thương mại dịch vụ, về khu thương mại, khu phi thuế quan, về công nghiệp, về các nhà máy nhiệt điện, nhiệt khí hóa lỏng. Và kèm theo đó là lượng dân cư đang đổ về Khánh Hòa ngày càng đông hơn. Chỉ số tăng trưởng GDP của tỉnh Khánh Hòa năm vừa rồi là đạt 7,1% đó mọi người. Và trong mấy ngày vừa rồi đó thì mọi người có cập nhật thông tin là có những cái thông tin vô cùng tuyệt vời với tỉnh Khánh Hòa, là từ giờ cho đến năm 2030 tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Và bản thân là tỉnh Khánh Hòa sẽ được phát triển kinh tế về đêm và sẽ trở thành trung tâm phát triển về kinh tế biển, cảng biển, hậu cần cảng, logistics. Đặc biệt là đang có rất nhiều những nhà đầu tư trong và ngoài nước là đầu tư đổ tiền vào để phát triển về các khu công nghiệp ở trong tỉnh Khánh Hòa. Nên rằng với tiềm năng của tỉnh Khánh Hòa thì có lẽ rằng Vân đã có hơn 100 video Vân phân tích rất là chuyên sâu ở trên kênh YouTube Vũ Thanh Vân Official của Vân rồi. Mọi người có thể quay trở lại trên kênh YouTube Vũ Thanh Vân nghe kỹ hơn về những cái tiềm năng, về động lực kinh tế phát triển của tỉnh Khánh Hòa ở trên kênh YouTube Vũ Thanh Vân Official của Vân nhé. Ngay bây giờ thì Vân sẽ review một chút xíu về buổi tối ở mặt đường Trần Phú Nha Trang, nơi rất là hot luôn á. Vân sẽ review về đường phố một chút cho mọi người nhé. Đây nè mọi người ơi, đây là sảnh của Vinpearl Beachfront Condotel nè. Vân quay lên cho mọi người xem cái logo nhé. Vâng, Vinpearl Condotel Beachfront Nha Trang. Hôm nay Vân vào đây thì cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vẫn còn ý mọi người. Thế cho nên là đường phố và một số những cái khách sạn, các quán, nhà hàng ý thì cũng đóng cửa. Vẫn đang trong cái tình trạng là đóng cửa. Và ví dụ nhá, điển hình Diamond Bay ở mặt đường Trần Phú ý, chắc mọi người không có lạ gì ạ. Thì phải đến 30 tháng 4 người ta mới mở cửa trở lại để người ta đón khách. Còn hiện tại đến thời điểm này người ta không có nhận khách lẻ luôn á. Đây là mặt đường Trần Phú Nha Trang rất là nổi tiếng. Mọi người biết là giá đất ở mặt đường Trần Phú Nha Trang bây giờ đã giá trị lên đến hàng tỷ đồng rồi đấy mọi người. Đấy, thế còn là những cái mặt ở phía bên trong như thế này á, thì tất nhiên là cũng phải vài trăm triệu. Cũng phải vài trăm triệu, 500-600 triệu, 700-800 triệu là chuyện hoàn toàn bình thường rồi. Cuộc sống ở nơi đây thì Vân rất là thích. Tại sao Vân lại nói là như ngôi nhà thứ hai của mình? Vì Vân thấy rằng là Vân rất hợp với địa thế ở nơi đây. Kèm theo nữa là khí hậu ôn hòa, thời tiết thì dễ chịu, trong lành, người dân thì rất là thân thiện. Và mọi những cái dịch vụ về ăn uống, mua sắm thì cũng rất là tiện lợi luôn. Đi có vài bước chân là đi ra đến biển kia mọi người. Buổi tối như thế này thì chưa nhìn thấy biển tại vì nó đang là màu đen. Mai ban ngày thì Vân sẽ review tới cho mọi người rõ hơn nhé. Vì biết đâu là những người mà đang xem video này của Thanh Vân ý, thì có những người chưa đặt chân đến Nha Trang. Thì Vân sẽ review để cho mọi người cùng xem luôn. Mọi người nhìn thấy là đường phố về đêm ở Nha Trang thấy tuyệt đẹp không ạ? Vân thích lắm luôn á. Bên cạnh Vinpearl thì tất nhiên là có Vincom rồi. Vincom Plaza. Mà Vincom bây giờ đi đâu cũng đều có hết ạ. Cái tỷ lệ phủ kín đang ngày càng nhiều hơn trên đất nước Việt Nam. Chúng ta 63 tỉnh thành đất nước Việt Nam, dần dần ở đâu cũng sẽ có Vincom hết đó mọi người. Cái năm trở về trước, cứ cho khoảng tầm chục năm đến 15 năm trở về trước chẳng hạn, mà nói đến là đi vào trong mặt đường Trần Phú Nha Trang này mà đầu tư ý, thì chắc có lẽ là sẽ có một số người chưa nghĩ đến luôn ấy. Thế nhưng đến bây giờ mà động đến một tấc đất tấc vàng ở đây thì rất là giá trị mọi người ạ. Cực kỳ giá trị luôn á. Mà có khi chả có đất mà mua ấy. Nếu mà mua là sẽ phải mua vào bên trong. Thế mà chỉ có vài bước chân thôi là chúng ta đi ra biển ngay trước mặt kia mọi người. Đó. Buổi tối đến vẫn rất nhiều người đi dạo ở xung quanh biển. Với thành phố Nha Trang thì nó có quá nhiều những lợi thế về cái sự phát triển. Tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới là trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Kèm theo đó là với cái sự phát triển về cảng biển
thì Vân đã có hơn 100 video Vân phân tích rất là chuyên sâu về tiềm năng khi mà đầu tư ở tỉnh Khánh Hòa. Mọi người có thể quay trở lại trên kênh YouTube Vũ Thành Vân nghe kỹ hơn những cái video đó nhé, để hiểu chuyên sâu hơn về Khánh Hòa. Trong mấy cái bài báo vừa rồi á, thì mọi người sẽ cập nhật về cái đường cao tốc Bắc Nam là đang được triển khai và đang sớm được hoàn thành. Kèm theo nữa là những cái con đường cao tốc mà nối tỉnh Khánh Hòa đi sang những cái nơi, những cái tỉnh khác, điển hình là Buôn Mê Thuột, thì trong 2-3 năm nữa cũng sẽ được hoàn thành. Bây giờ là đang được triển khai rồi. Khi mà cái đường cao tốc Nha Trang, tức là Khánh Hòa với Buôn Mê Thuột mà triển khai thì sẽ có một lượng di dân rất lớn, và kinh tế cũng sẽ được giao thương phát triển nhiều hơn nữa, người dân đi lại được thuận tiện hơn. Chưa kể đến mọi người ạ, là ở Nha Trang còn có hai cảng, đó là cảng Cam Ranh và cảng Vân Phong. Với cảng Cam Ranh thì mọi người đã quá rõ về cái địa thế của cảng Cam Ranh, về cả về kinh tế, cả về quân sự. Nhưng đặc biệt là với cảng Vân Phong thì nó có quá nhiều những yếu tố để cho chúng ta có thể nhắc đến, không chỉ về công nghiệp, không chỉ về du lịch, mà còn là về khu phi thuế quan, khu thương mại tự do, và bao gồm những cái hòn đảo lớn và nhỏ, sau này sẽ mọc lên hàng nghìn những cái dự án khác nhau. Với chuyến đi công tác lần này thì Vân sẽ review thật chuyên sâu về những cái vị trí đầu tư, về những cái vị trí địa lý, và Vân sẽ phân tích chiến lược khi mà mọi người đầu tư vào trong tỉnh Khánh Hòa thì sẽ lên kế hoạch cụ thể ra sao. Vậy nên Vân mời mọi người chúng ta cùng nhau đăng ký vào kênh YouTube Vũ Thành Vân Official của Vân để cùng cập nhật những thông tin mới nhất về tỉnh Khánh Hòa. Kèm theo đó là mọi người có đang quan tâm đầu tư ở tỉnh Khánh Hòa hay ở nơi đâu, có đang có mục tiêu đầu tư như thế nào thì cứ vui lòng gọi điện trực tiếp cho Vân, inbox cho Vân trên tất cả các kênh Vân đang hiện diện là Zalo, Viber, Fanpage, YouTube, LinkedIn, Twitter. Vân sẽ hỗ trợ, tư vấn và đồng hành cùng với mọi người trên suốt chặng đường đầu tư bất động sản nhé.